Hello anh em, bây giờ là 10 giờ sáng ngày 25 tháng 12 theo giờ Việt Nam. Thì chúng ta cùng cập nhật tình hình BTC nhé anh em. Thì hôm qua mình cũng đã nói với anh em là cái đoạn này nó sẽ áp vào cái đoạn này. Đó, và chúng ta sẽ chờ giá sideways, có thể giá nó sẽ rơi xuống cái vùng 50.000, nó test cái vùng 50.000 rồi nó lên. Hay cũng có thể là nó lần khừng chỗ này nó lên luôn đó các bạn. Như vậy thì kế hoạch đơn giản thôi, ở đoạn này chúng ta buy và chờ buy ở đoạn này thôi. Lệ mà nó lên một nhịp nữa lên tới khoảng 70% nha các bạn. Khả năng bay thêm một nhịp nữa tới 70%. Nhưng mà cũng cẩn thận là cái nhịp bay đây á, đôi khi nó sóng năm. Đôi khi sóng năm thì nó sẽ giật lên nhẹ phát xong nó sập xuống nha. Thì chúng ta cũng cẩn thận cùi lửa, nếu mà thấy cái lực lên mà nó rụt râu liền thì coi chừng nó, coi chừng thoát liền à, chứ không phải là chờ đợi đâu. Sóng năm nó có một cái rất là lạ, đó là nó thường nó nháo hàng một phát rồi nó sập xuống qua cả cái điểm này luôn đó. Thì cẩn cẩn nhắc củi lửa mà chơi con sóng năm nhé các bạn. Rồi thì cái khung H1 đây nó đi thì chắc cũng phải mất 2 ngày, bữa hôm qua đến giờ thì nó đi mất được bao lâu rồi ta, qua giờ đi được hơn một ngày, khoảng gần được 1 ngày rưỡi rồi. Thì chắc chiều tối có thể là nó lên, chiều tối có thể là nó lên đó, hoặc là lên. Chúng ta cùng đón chờ cơn sóng tiếp theo rồi chúng ta sẽ phân tích tiếp. Tại vì nếu cái lực con sóng này lên mạnh á thì cái sóng 3 này nó sẽ thành một cái sóng sóng 3 này là một cái sóng gồm 5 sóng. Đó. Còn nếu mà cái lực nó lên một phát một á, nó lên yếu á thì tất cả cái này hình thành 5 con sóng. Cái này thì các bạn nghiên cứu về Elliott các bạn sẽ biết là cái sóng 3 này nó có thể là một cái sóng dài. Nếu sóng dài của sóng 3 thì nó đi đủ 5 sóng. Riêng một mình con sóng 3 không là 5 sóng. Nhưng mà nếu mà nó lên yếu á, thì chúng ta coi như cả một cái tổ hợp từ bữa giờ lên là một con sóng sóng tăng gồm 5 sóng. Như vậy nếu đủ 5 sóng nó sẽ sập. Đó, chúng ta cùng chờ xem nó như thế nào nha. Ít nhất là nó sẽ có một cái pha break out lên như thế này. Còn fail break hay không thì phải chờ chờ cái lực nó lên cái mạnh hay không. Nếu mà nó luôn là những cái cây như thế này thì tuyệt vời rồi các bạn. Nếu mà nó lên những cây như đó thì 56 ngàn nha các bạn. Nhưng mà nếu mà nó lên yếu 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 nó lên những cái nó rụt lâu như vậy thì phải canh mà chạy đi. Tại vì nếu mà nó phá qua cái vùng này thì cẩn thận giá nó sập xuống á. Mọi người biết vì sao mà mình nói là cái vùng này cần cân nhắc không? Chúng ta cùng nhìn cái khung 3D này. Cái khung 3D này như mình đã nói từ rất lâu, giá nó phá qua cái chen chéo từ lâu rồi các bạn, và ngay cái chen chéo thì nó sập một cái cây này gần 17.000 giá. Một cái cây sập 17.000 giá, hôm nào mà không SL đánh future mà không SL thì cái cây này tiễn đi về diêm chúa rồi. Nhưng mà hiện tại giá nó đang hồi lại nè, thì khả năng á như mình hay phân tích trong những bài mình á, giá nó cũng hay tạo hai cái bờ mông như thế này nè. Đó, nó tạo hai bờ mông thế này. Như vậy cái vùng mà giá có thể tìm về sau khi hoàn thành 5 con sóng tăng, đó là vùng đâu đó, vùng 45, 45k này các bạn, 44, 45k này. Giá có thể tìm về cái vùng đó. Còn nếu mà thị trường bị xả mạnh thì nó có thể tìm về cái vùng đáy cũ. Nó có thể xuống như thế này lên lại, hoặc nó có thể xuống như thế này lên lại. Thì dù sao thì chúng ta đó là một cái định hướng xa, tại vì cái khung mình đang nhắc đến là khung 3D, 3 ngày nó mới đi một cây nến nên là nó rất là lâu các bạn. Nhưng mà cũng đừng có để cái khung thời gian lớn này á, nó ru ngủ chúng ta mà chúng ta quên mất nha. Nếu khung thời gian lớn mà nó cuộn xuống á thì chúng ta nhìn này, đây là một mô hình vai đầu vai này các bạn. Nó chưa hình thành nhưng mà nếu nó hình thành á, nếu mà đi tới cái đoạn 53k mà nó rút râu xuống mạnh á, nó xuống nó test cái vùng này á, thì coi chừng nó phá qua cái hỗ trợ này, coi chừng nó về sâu á. Mà xui xui á, các bạn thấy cái chỗ đáy 30.000 cũng khá là đẹp đó chứ, vai đầu vai nó đưa đi được gần hết mô hình rồi nè các bạn. Nhưng vai đầu vai chỉ hoàn thành khi nó phá qua cái đường cổ nha các bạn. Giờ thì chưa vai đầu vai đâu, nhưng mà mình cũng dự đoán trước cái mô hình như vậy thôi. Thì mình rất hy vọng là nếu mà nó xuống này nó vòng lên á thì chúng ta lại có một nhịp tăng nữa rất là đẹp. Vẫn không phải uptrend nha, vẫn chưa là uptrend đâu. Nhưng mà nếu mà nó xuống đây mà nó đục xuống như này thì đó là vai đầu vai, một mô hình xấu, và nó đập giá xuống vùng 30.000 là chuyện bình thường.
Tuy nhiên thì mình chưa chưa thấy cái kịch bản xấu đập giá qua xuyên qua vùng 40.000 nên là chưa sợ lắm. Trước mắt thì nếu nó điều chỉnh thì nó sẽ về vùng này. Nhưng mà cái chuyện đó là nó cũng phải mất nửa tháng á các bạn. Nó tìm về vùng, nó lên rồi nó xuống, nó cũng phải mất nửa tháng á, chứ không có phải là nhanh đâu. Nên trước mắt á, chúng ta không nên dự đoán xa quá như vậy. Trước mắt thì cái sóng H1 nó đang có này các bạn, nó sẽ hoàn thành cái sóng H1 này. Đó, thì chúng ta cùng 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 chờ cái đợt lên này nữa. Mình thì mình đang canh ở cái vùng này nè. Mình đang canh ở vùng này nè. Các bạn có thể tự ướm để chọn tìm ra cái vùng đó. Chứ giá thị trường thì khi mình nói ví dụ như các bạn vô vùng 50.000 thì nó thường nó tới 50.000 mốt cái nó bay lên chứ nó không có đụng được 50.000 đâu. Nên mình sẽ không nói chính xác con số. Các bạn sẽ tự mà chọn cho mình một cái con số để các bạn vô. Thường là nó sập xuống cái vùng đây nè. Đó, cái vùng 50.000 đến 52.000 này. Đó, nói dễ cho chắc. Thì nó sẽ lần thần đâu đó để nó lên. Thì các bạn cân nhắc nha, nó lên khoảng 52.500 thì có thể nếu mà lực lên yếu á thì cái đoạn 52.500 nó sẽ sập xuống. Còn nếu lực lên mạnh thì nó bay thẳng luôn, nó bay thẳng lên tới 53 54.000 luôn. Thì nếu mà nó bay lên 54.000 á thì ta lại có một cái đợt tăng trên H4 nữa. Nó sẽ kéo khung H4 thành tăng trưởng và chúng ta sẽ có một đợt tăng nữa. Tuy nhiên thì cái chuyện mà nó kéo lên H4 thì nó chưa xảy ra nên mình cũng không nói. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta sẽ thấy là H1 nó sẽ kéo lên một nhịp nữa. Mình rất hy vọng là cái nhịp này nó mạnh một chút. Nhịp cuối cùng này nó mạnh một chút. Nếu nó mạnh một chút thì nó sẽ kéo được thằng H4 lên. Và chúng ta sẽ có một cái mùa altcoin còn đẹp hơn nữa. Đó là bài nhận định của mình. Chú ý là thằng khung lớn á, khung lớn nó vẫn đang là ở downtrend nha các bạn. Khung lớn vẫn đang ở downtrend và nếu mà có một nhịp điều chỉnh xuống thì đó là vai đầu vai đó. Nhưng mà cái này hơi xa nên thôi. Tạm thời mình sẽ nhắc các bạn sau khi mà thị trường nó tạo đỉnh trong khung H1 á. Khi mà H1 tạo đỉnh thì mình sẽ nhắc anh em về cái plan về cái khung sóng lớn nó chạy chạy xuống. Thì trong cái nhịp tăng của thằng Bitcoin như thế này á thì chúng ta thấy các cái đồng altcoin nó cũng đã thể hiện được cái sức mạnh của mình rồi. Một số đồng nó đã bay rất là khá. Tuy nhiên những thằng con top thì có vẻ lù đù và yếu đuối. Ví dụ như BNB này các bạn, BNB Ethereum nó cũng yếu lắm. Nhìn chung nó cũng vừa mới pháo ra chênh chéo thôi. So với BTC thì nó đi chậm hơn BTC nhiều. Đó. Thì hôm nay mình soi chart tình cờ mình thấy một cái con nó còn lù đù. Đó là con SFP. Nó còn lờ đờ. Cái đợt mà Bitcoin giảm giá thì ảnh lại tạo một cái đỉnh như thế này nè. Rất là láo. Đợt mà Bitcoin á, cái đợt mà đó, cái đợt nó rơi vào tháng 3 này các bạn. Tháng 3 Bitcoin bắt đầu sập nè. Thì là cái đợt ổng tạo đỉnh nè. À, ngày 3 nè. Thì thằng này nó đi rất là bố láo và khi mà Bitcoin phục hồi thì nó vẫn đang lẹt đẹt với cái đấy nè. Thì mình thấy cái đoạn này nó tích lũy cũng đẹp. Nếu mà thằng Bitcoin á nó tăng cái nhịp như mình vẽ á, nếu mà Bitcoin nó tăng tiếp một nhịp thế này nữa này thì thằng SFP nó có thể tăng thêm 30%. Và vì sao mình lại cho các bạn cái kèo về con SFP này? Vì đơn giản nó đang ở một cái điểm hỗ trợ tốt và stop loss cực kỳ ngắn các bạn ạ. À. Stop loss nó có một xíu vậy à. Đó. Stop loss nó rất là ngắn nên là chúng ta hoàn toàn có thể build một cái lệnh long, có thể build dòng lệnh long, có thể nó lần thần chỗ này là nó bay lên theo thằng BTC thì lúc đó có thể nó giật lên được 2 đô. Thì nếu mà lên được 2 đô thì chúng ta cũng có được một cái phần thưởng xứng đáng. Đâu đó mình nghĩ đâu đó à, cũng được 30% đó các bạn. Đó thì thằng FFB nó hiện tại chặt nó đang ở cái mô hình tích lũy tốt. Tuy nó không bay theo BTC nhưng mà nó ưng là nó bay thôi các bạn, không có phải là không có sợ. Và cái điểm quan trọng nhất đối với thằng này là cái điểm stop loss nó ngắn. Vì nó ngắn nên nó xứng đáng. Đây. Mình có thể ướm cho các bạn này, nếu bạn mua bây giờ đi, giả sử mua bây giờ hoặc chờ thấp hơn đi. Các bạn có thể canh cái mua, ví dụ như chúng ta mua vùng này đi. Chúng ta có thể đạt được tỷ lệ lợi nhuận là 5 5R, kèo 5R. Còn nếu mà chúng ta chỉnh chu hơn nữa, chúng ta chờ nó xuống, nó test lại cái vùng này á thì chúng ta có thể được 8R. Trời ơi. Canh nha các bạn, canh 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 thằng này có thể, tại vì cái tỷ lệ lợi nhuận trên rủi ro nó quá thấp nên là chúng ta tới 8 đó, rủi ro rất là thấp nên là có thể cân nhắc cái kèo SFP này.
Đây không phải lời khuyên đầu tư nha các bạn. Các bạn chơi thì các bạn mất tiền chứ mình đâu có mất đâu. Nhưng mà mình thấy cái này ngon nên mình cũng share cho mọi người một chút. Đó, nó đang nằm ở cái vùng hỗ trợ tốt và rất gần hỗ trợ nên là khả năng nó sẽ bay. Khả năng nó sẽ bay lên đâu thì không biết, nhưng mà ít nhất các bạn cũng ăn được 3R nếu mà nó lên một chút như thế này thôi. Nó lên một chút thôi. Chỉ cần nó lên tới cái đỉnh cũ, cái râu cũ đây thôi là các bạn có 3R rồi này. Tức là giả sử các bạn vô lệnh này, các bạn stop loss 100 đô thì các bạn ăn 300 đô. Đó là một kèo tốt đó các bạn. Trong giới tài chính chúng ta thì một cái kèo mà tỷ lệ risk and reward mà được 3 như thế này á thì đó là một kèo tuyệt vời đó. Đó. 3 là rất là cao đó các bạn. Còn nếu mà các bạn gồng nổi thì nó lên được 7 8 9 10 gì đó. Đó, các bạn có thể cân nhắc nha. Đây là cái vùng vùng bay rất là tốt rồi. Các bạn có thể nhìn nè, con số này các bạn nhìn có rõ không? Đó, cái vùng mà stop loss cứng là tầm 1149 đó các bạn, 1.49 đó là vùng stop loss cứng đó. Các bạn cứ canh canh gần 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 cái vùng 1.52 các bạn mua cũng được hoặc là mua liền cũng được. Mình thì mình đang canh nó xuống một chút rồi mình mua thêm, mình mua ít rồi nó break out lên trên này mình mua một chút. Nói chung mình trung bình giá. Mình mua ở thấp và mình trung bình giá DCE dương nha các bạn, mình DCE dương chứ không mình không DCE âm. Rồi đó là vài kế hoạch giao dịch. Nhớ nha các bạn, Bitcoin vẫn còn một nhịp tăng nha. Chưa chưa có gì xấu đâu. Bitcoin còn một nhịp tăng nữa. Tăng rồi thì mình mới biết được là sau khi tăng nó đi về đâu. Còn trước mắt cứ tăng rồi tính. Cảm ơn các bạn đã xem. Nhớ bình luận nha các bạn. Mình rất trông chờ những cái bình luận của các bạn. Cảm ơn các bạn.